Các bạn ơi, hôm nay thỏ mẹ đẻ được 6 con nhưng mà ra cứu được 4 con thỏ thôi, còn hai con này á chắc nó không sống được, thì mình cứ đắp nền vậy đi ha. Rồi khi nào giống như nó sống được thì sống, còn thôi qua một ngày mà không sống thì mình đem mình chôn ha. Còn mấy thỏ con này nè, bây giờ mình sẽ lấy sữa bò nha các bạn. Sữa tươi đó, sữa tươi của con mình uống đó, mình pha một nước rồi một sữa mình nấu sôi lên, xong mình để nguội, xong mình cho thỏ uống đó. Mới cho con thỏ này uống xong, giờ con thỏ này nó muốn bò đi rồi nè đó. Cho mới uống có 2 giọt thôi, con thỏ này tiếp tục cho uống này các bạn hả, thèm lắm. Bỏ trong cái ống hút rồi bỏ vô từ từ trong miệng á, nó nuốt hết rồi mình cho thêm ha. Đó, thấy thương chưa? Bạn ha, cho uống sữa sữa bò. Sao chưa thấy nuốt vậy? Uống đi. Mình đụng đụng vô cái miệng của con thỏ con cái nó uống tiếp nè. Đụng nhẹ nhẹ thôi. Đó. Uống thêm không? Để cho uống hết đã. Rồi, há miệng bự cho các bạn. Muốn uống thêm nè. Đó, 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 đó. Ham ăn không? Ba của mấy con thỏ này là thỏ bông nha các bạn. Rồi, mỗi đứa uống 2 giọt thôi. Để cho quen cái đã rồi cho uống tiếp. Thỏ này chắc da đen nè, không, da đen thui nè. Biết con thỏ nào là thỏ đực, thỏ nào là thỏ cái nữa các bạn. Con này nó ham ăn lắm các bạn, há miệng bự, há miệng bự kìa, nó đó, đó 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 đòi ăn á. Từ từ thôi, đang nuốt các bạn ơi. Ok không? Ngon không? Nhiều quá, chặt cái mũi nè. Ok không? Đủ rồi, thêm giọt nữa hả, muốn uống nữa hả? Mình bóp cái ống hút này lại nha, để cho cái sữa nó không có chảy ra nhiều quá, cứ để vậy cho thỏ hút ha, hút trong cái ống hút nè. Đó, uống nó. Ồ, sạc sạc sạc. Ham ăn quá. Rồi, được chưa? Đó, con thỏ nào mà được uống xong sữa là bò lên các bạn. Đủ sức rồi. Bò lên ha. Đó, biết bò rồi đó. Còn mấy con thỏ này chưa uống nè. Chưa uống sữa nè. Còn đói bụng nè. Sao vậy? Hả? Sao muốn ngồi vậy hả? Đó, uống được rồi muốn bò đó các bạn ơi. Uống mấy giọt sữa là muốn bò. Không muốn nằm ngửa nữa. Sau 2 tiếng đồng hồ đem mấy con thỏ vô nhà này các bạn, bây giờ rờ vô con thỏ da nó rất là ấm ấm áp rồi, uống sữa rất là no rồi. Bây giờ ngủ ha, ngủ rồi chiều 2-3 tiếng nữa mình cho nó uống sữa tiếp. Còn hai con thỏ này mình cứu không được các bạn, mình thấy nó tái quá, mình cũng lấy sữa bỏ vô miệng thử ha. Rồi mình ủ đây cũng 2 tiếng rồi mà không thấy nó ấm lại, cũng không thấy nó nhúc nhích nữa. Thì mình ủ thêm tới mấy tiếng nữa đi ha. Để xem sao. Rồi bây giờ mấy chú thỏ này cứ say mê ngủ ha. Say mê ngủ nè. Ngủ nè. Đó. Ngủ đi.
dễ thương chưa các bạn? Thỏ này là thỏ đen này, này da ấm dễ sợ chưa? À, thỏ đen đó quậy lắm, ham ăn nhất nè. Thỏ này một là thỏ bông hay là thỏ đen các bạn, cái da nó rất là đen, cái da nó này nhìn là biết nó có giác giác bong bong hoặc là đen thui hết ha, thương quá chừng đó. Đã cứu sống được 4 con thỏ các bạn ơi, mình nuôi mình theo dõi để xem nó ra lông như thế nào rồi nó lớn như thế nào thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem nha. Hư quá, hư quá đi thỏ đen. Thỏ đen này da đen quá, da này mới đi then da về đó. Mấy con này trắng hồng ha các bạn, mới đi tắm trắng về nè. Thương chưa, đi bữa ra lông á, cưng lắm ha, giờ hơi giống chuột đó, đó. Tìm đó, tìm ăn đó. Thôi để nghỉ ngơi đi các bạn. Này thỏ mẹ đây các bạn, thỏ mẹ đã đẻ xong rồi, mình đem hôm nay thỏ mẹ đã đẻ xong rồi nè, mình đem mấy đứa con thỏ mẹ vô nhà rồi, giờ ra cho thỏ mẹ ăn ăn ít bánh nha các bạn, để ăn cái bắp cải rau xà lách ha, tội nghiệp chưa. Bữa sau biết ngày rồi, đúng tháng thỏ đẻ lần các bạn, chứ bữa sau mình biết ngày thỏ đẻ rồi các bạn, cứ đúng 30 ngày là thỏ đẻ thì mình canh các bạn, canh trước đó 2 ngày mình lo mình đem thỏ vô nhà đi ha, để cho thỏ đẻ tội nghiệp quá, đẻ ngoài lạnh á, mấy đứa con lạnh quá chịu không nổi. À, không sống được hai con rồi, còn được có 4 con thôi nè. À, thỏ ơi, đem con thỏ vô nhà nuôi rồi khi nào con thỏ ra lông rồi đem ra trả lại cho thỏ mẹ nha. Ok, ok không, tính thì sao cũng được. Bây giờ tôi phải ăn để lấy sức, đẻ từ đêm qua đến giờ sáng cho một mớ rau ăn hết rồi đó các bạn. Thỏ mới đẻ xong, thỏ cần nhiều sức á, mình không biết thỏ mẹ có cho bú được không ha, không biết bao lâu á thỏ mới cho con bú được. Bây giờ mình thấy để chung vô sợ thỏ nhảy vô nó dặm mấy thỏ con á, mà mình đem vô mình cho bú sữa, sữa tươi, sữa bò đi cho chắc ha. Để mình hỏi thăm các bạn xem bao lâu thì mình mới đưa thỏ con cho thỏ mẹ cho bú. Giờ còn nhỏ quá. Đợt trước á, ở nhà ba má chồng mình kìa, đẻ một con thỏ mẹ mà đẻ ra 18 con. Xong rồi đẻ cho nó nuôi á, các bạn ấy nhảy, nhảy bể bụng thỏ hết trơn luôn. Tự nhiên phóng từ xa, phóng vô trong chuồng cái dặm mấy con thỏ không có sống được luôn các bạn. Rốt cục 18 con mà còn có 2-3 con thôi. Thỏ nuôi con dở dễ sợ ha. Rồi ăn đi ha, ăn đi. Con của thỏ đem vô nhà cho bú rồi nghe, nha yên tâm nha, đem vô nhà cho con thỏ bú rồi. Hư quá à. Thôi tạm biệt thỏ mẹ, ăn đi. Lúc nào cũng có bình nước ở đây nè, treo bình nước đây cho thỏ uống. Hôm nay mình ra quay chín hùm dâu cho các bạn xem nha. Theo sự yêu cầu của các bạn là ra quay những cái lá dâu bây giờ nó vàng, nó úa như thế nào rồi, để cho mấy tụi con xem, rồi để cho các bạn xem nữa. Thì mình quay nè các bạn. Đó. Lạnh quá mà các bạn ơi, cái dâu này nó lớn không nổi á. Có trái, trái không chín được đâu. Nè, chùm trái ở đây chỉ mấy con sau lên ăn thôi à. Đó, mùa này không có dâu ha. Đây trái nhỏ nữa nè, nguyên chùm để dành cho sau thôi à, mình không được ăn. Mấy trái chua này hái chắc ăn ngon lắm á. Thôi nhỏ quá các bạn, để lại ha. Nè,
mấy chùm hoa nè các bạn. À, trời đang mưa, mưa bay bay ha, có trái nè, lạnh lắm các bạn, nước nó rơi xuống rồi, thời tiết nó lạnh á. Nè chỗ này mấy cái dâu mình cấy nè, bây giờ lên nè, nhỏ nhỏ này dễ thương ha. Thùng thứ hai cũng có được chùm nè, rồi bên này còn tàn úa hơn nữa, đâu còn gì đâu các bạn. Lạnh này, các bạn thấy mùa lạnh không? Mấy cây dâu này thấy thương lắm nè, lạnh quá, ở dưới này ra hoa luôn nè các bạn. Cưng chưa, lạnh ngắt lạnh ngơ mà cũng ra hoa nè các bạn, thương không? Quá chừng. Đây càng lạnh là càng nở hoa mà ra trái thì cũng không có lớn nổi đâu. Đây đó, mới ra búp rồi. Thùng thứ hai đã xong, thùng thứ ba giờ thì thùng nào thùng nấy cũng không có trái lớn đâu. Có muốn ra hoa thì ra mấy cái bông cho vui vậy thôi, rồi trái nó lạnh quá nó không có lớn được đó. Tội nghiệp chưa, đang nguyên chùm này ra được chùm bông không có trái, nhìn thương ha. Cái bông dễ thương mà mưa rớt xuống cái cánh hoa nó ướt nó rụng hết rồi. Đó, thùng thứ ba đã xong ha. Thùng thứ tư nè các bạn, xem thùng thứ tư nè, có mấy trái nè ha. Trái này ăn chua ngon lắm á, giờ làm sao mà hái, nhỏ quá à, hái ăn thấy cũng tội nghiệp. Rồi như vậy thôi à. Đây nở nguyên một chùm, một bụi hoa đây luôn các bạn, thấy cưng chưa? Nếu mà thời tiết ấm ấm một tí là ra nhiều trái lắm ạ. Lạnh quá thì phải chịu thua thôi, chịu thua, mùa lạnh rồi. Đó, đẹp ha. Đó, thùng thứ tư ha. Thùng thứ năm là dâu bạch tuyết á, dâu bạch tuyết thì không có trái đâu, lạnh quá vết các bạn, nó đâm chồi này. Rồi dâu bạch tuyết không có, dâu bubble berry xem có trái gì lớn không ha. Hoa nè, hoa nữa, toàn là hoa, có trái gì đâu. Ráng tới tháng 6 đi các bạn, khoảng cuối tháng 6 là mình có rất là nhiều trái dâu. Bây giờ mới tháng 12 à các bạn, còn 6 tháng nữa mình mới được hái những cái trái dâu trở lại ha. Đây có trái nhỏ tí, 7 này cũng đâu có trái gì đâu nè. Lá tội nghiệp chưa, đó lá mùa thu nè, mùa đông nó sẽ trọc hết trơn lá luôn các bạn, nó úa đen rồi chỉ còn cái gốc thôi à. Nếu mà tuyết rơi nè các bạn thấy không, nguyên một mớ lá già, lá già như vậy tốt lắm á, bảo vệ cho cái gốc ha, đỡ bị lạnh ha. Bây giờ mình nhặt cái lá già này ra, không có gì che gốc dâu á, gốc dâu nó sẽ yếu lắm á. Ừ, thấy không, gốc này gốc cũng bự lắm, gốc nào gốc đó bây giờ cũng đâm chồi hết ha. Rồi thùng thứ 8 mình đã quay xong rồi, bây giờ qua cái thùng dâu búp, thùng dâu triệu view. Dâu triệu view bây giờ thấy thương. Còn đây là những lá dâu của thùng dâu triệu view, bây giờ cũng không có trái gì đâu ha, có được một trái màu trắng nè, vậy thôi à. Đây bông nè, lạnh quá nó đen luôn ha, đen thui luôn đó, các bạn thấy chưa, các bạn yêu cầu thì mình quay thôi chứ không có trái, mình quay thì cũng thấy ngại ngại ha. Có được chùm bông này ha, lạnh lẽo cũng ra bông nhưng mà trái nó cũng khó bự lên lắm này, trong này nó cũng lên cái chồi này. Rồi thùng dâu triệu view đã quay xong đó, hôm nay ngày thỏ mẹ đẻ mà đó.
cho ăn chừng chừng các bạn. Rau ở bên nhà má chồng mình cũng nhiều á, ra bẻ. Ngày hôm qua cũng bẻ mớ rau già về cho thỏ ăn. Bứt cho con thỏ thêm mấy nhánh rau nữa các bạn. Đủ cho thỏ ăn rồi đó. Nè, tranh nhau ăn nè. Ngon chưa? Thỏ mẹ cũ không đẻ được các bạn ơi. Mua thỏ mẹ mới về cái là thỏ mẹ mới đẻ liền. Thỏ mẹ cũ này chắc bị bệnh rồi hay sao, không thấy đẻ được. Thấy thương chưa? Thôi, bỏ vô hết luôn á. Bỏ vô hết cho ăn. Rồi, ăn đi nha, vô nhà nha, tạm biệt thỏ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.